đây là Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến đang đến xem kênh của Ngọc Ánh, kênh Your Real Estate USA, chia sẻ những kinh nghiệm về đầu tư bất động sản và nghề môi giới bất động sản để làm giàu. Chủ đề hôm nay là mình sẽ chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm bản thân của mình khi mình bắt đầu đi mua phòng trọ. Đầu tư phòng trọ tại Mỹ là một đầu tư cũng khá là vững chắc, tại vì phòng trọ là một sản phẩm lúc nào cũng tồn tại, lúc nào cũng có giá mà càng ngày càng lên giá. Nếu mua đúng giá, tính toán kỹ lưỡng thì không bị lỗ, mà mỗi năm lại còn được thâu tiền vô nhiều. Phòng trọ tại Mỹ thì mình tính đã bắt đầu từ 4 phòng trọ trở lên. Dưới 4 phòng trọ thì nó còn kêu là single house. Đây là mình nói chuyện mướn phòng trọ riêng, không phải là cho phòng cho mướn trong nhà của mình, là nhà cho mướn riêng. Những chỗ mà để phòng trọ hoặc là nhà cho mướn, và phòng trọ cho mướn hay là cái nó kêu là multi family unit, là có nhiều những phòng cho nhiều gia đình á. Có cái là nó chỉ có một phòng ngủ, có cái thì không có phòng ngủ, kêu là studio, có cái một phòng ngủ kêu là one bedroom, có cái hai phòng ngủ kêu là two bedroom, mà cái nào cũng có nhà bếp, phòng khách và phòng ngủ. Thì Mỹ nó nói, khi nó nói là one bedroom tức là có một phòng ngủ, một phòng khách. Còn nó nói là studio thì là không có phòng ngủ, phòng khách, chỉ là một phòng thôi. Là có khi là có nhà bếp riêng rẻ, có khi là nhà bếp chung trong cái studio, tùy theo cái giá tiền mà tùy theo cái độ rộng rãi của cái chỗ. Có khi là nó studio mà có nhà bếp riêng rẻ. Thì phòng trọ tại Mỹ là phải phải thiết bị tủ lạnh và cái bếp và cái microwave là bắt buộc standard. Và những cái phòng trọ mà cao cấp hơn á, nhà cho mướn, phòng cho mướn cao cấp hơn á, thì là có thể là có máy rửa chén, có thể là thêm máy giặt đồ, rồi bắt buộc là phải cho cái máy lạnh hoặc là máy sưởi. Mùa thường thường ở đây thì nó bán là cái máy nó vừa sưởi mùa đông mà nó vừa chuyển thành máy lạnh mùa hè, cái đó là bắt buộc. Trách nhiệm nó rất là quan trọng, không thể thế nào để cho mấy cái máy ra hư hết đó. Tại cái đó là nó sẽ liên hệ tới tính mạng của người mướn nhà. Có người họ bệnh đó, rồi nếu mà nóng quá họ thở không được, hay lạnh quá thì họ có vấn đề. Thành ra lúc nào là mình là người cho mướn thì mình cũng phải có bị kho, mình để vài cái máy để đó để mà dự bị. Tại nếu mà nó kêu lên là máy nó hư, mình chạy tới mình sửa không được á, rồi thì là mình gắn máy vô thế liền, rồi mình đem cái máy đó mình để qua bên, rồi sẽ kêu thợ tới sửa. Thường thợ kêu là 1-2 ngày nó mới tới. Bây giờ ở Mỹ làm nghề sửa máy lạnh là có nhiều tiền lắm á, tại vì người cái nhu cầu thì nhiều mà người biết sửa là ít. Đó phải biết học, phải học rồi phải đi lấy bằng này kia, mở công ty này kia, sẽ là người ta cũng khó mà kiếm người. Thì mình là chủ phòng trọ, mình phải chuẩn bị hết những cái đồ đó, mà nếu mà những cái đồ đó mà hư là mình phải sửa. Nếu mình không sửa liền thì mình phải thay thế liền cái tủ lạnh á, mà nó bắt đầu nó hơi hư là mình đem tủ lạnh khác tới liền, để nếu không mà những cái đồ ăn rồi của họ trong tủ lạnh á bị hư là mình phải trả tiền. Tại vì cái người mà nghèo khó họ mướn nhà mình là họ sống, nhiều người là họ sống theo cái food stamp, sống theo cái trợ cấp, mà những trong tủ họ có chừng giá 100-150 đô la tiền thức ăn á, thì nếu mình không đem tới liền người ta hư là mình phải trả, cái đó là cái luật ha, không có tránh được. Bây giờ trước khi vô chi tiết thì mình muốn đi mua nhà cho thuê, nhà phòng trọ cho mình mua làm sao.
khi mình dẫn khách đi mua thì chủ họ kêu giá, ví dụ như là mình nói mà cái mình vừa đi coi đó thì 10 cái vậy là dãy này 10 phòng trọ, mỗi phòng trọ là một bedroom thì là chủ kêu giá là $1,000,000. Giờ mình ngồi xuống mình tính chuyện với khách hàng, mỗi một cái phòng trọ đó thì họ cho mướn được là 1,500. 1,500 10 phòng thì là một tháng là họ vô 15,000, tức là một năm họ sẽ vô 130,000. Mình lấy 15 mình nhân 12, nhưng mà nếu tính toán cẩn thận thì mình tính toán mình bỏ ra một tháng, tại vì có nhiều khi người ta mướn nhà rồi người ta đi rồi người khác vô được, phải chờ một tháng mới có người mới vô, thì là cũng như là nó giống như là nói vậy là một năm là mình tính là một năm mình ăn mình thu tiền được cho là 11 tháng đi cho 115,000. Bây giờ mình phải tính về cái vấn đề tiền chi phí phải không? Thứ nhất á, là mình phải biết cái thuế là bao nhiêu. Cái thuế của cái 10 căn nhà đó là $4,000. Cái thuế đó nó đi theo từng vùng, từng tiểu bang. Thành ra mình không biết chắc được mỗi tiểu bang cái thuế nó bao nhiêu. Mình cho ví dụ là $4,000 là cái giá trung bình, $4,000. Tiền bảo hiểm cho cái nhà đó, khi mà mình cho mướn thì mình phải đóng tiền bảo hiểm, phải đóng bạn, không đóng là có vấn đề. Nếu mà người mướn nhà trợt té trong sân, họ đổ thừa lại mình có bảo hiểm ấy, thì hãng bảo hiểm sẽ cho luật sư họ tới coi, có thể họ giả bộ họ té hay là có chuyện chuyện là tức là hãng bảo hiểm nó coi, nếu mà có gì đền thì bảo hiểm đền, tùy theo tới gói bảo hiểm thì là mình phải tính tiền bảo hiểm. Tiền bảo hiểm là cỡ chừng $5,000 cỡ đó cho 10 cái unit đó. Bảo hiểm mà mình đổi gói cao á thì tiền thuê đất mình cho là 4,000, tiền bảo hiểm 5,000 là 9,000. Rồi mình phải tính là 30% cái tiền mình thu nhập là để là sửa chữa, mua máy lạnh mới, quét sơn lại khi mọi người nó dọn ra, rồi thuê người tới để mà sạch sẽ, làm sạch sẽ với người mới vô, thì người ta tính từ 30-30%, tức là cũng như là một năm là cũng cho cũng cỡ chừng 20,000, 30,000 là mình tính, là mình tính rộng. Nếu mà mình tự mình bảo, tự mình mà sửa chữa thì nó rẻ hơn. Nhưng mình phải tính là bắt đầu mình phải tính là mình tính cỡ chừng 30,000 thì cái income mình của mình á thâu vô thì nó còn lại là mình tính grosso modo mình tính ví dụ như không sao trừ hết những cái đó là còn được 80,000 thì là thường thường là mình mua là lấy cái 80,000 mình nhân cho 7 thì là cái nhà đó là cỡ 400-500 ngàn thôi mà họ đòi tới 1,000,000. Mình hỏi tại sao là tới 1,000,000 thì là ông giảng nghĩa là cái chỗ này dùng biển, thành ra cái income mà ông khai là ông khai theo tháng, nhưng mà ông cho mướn là theo có ngày, có ông muốn cho mướn theo ngày, ông cho mướn theo tuần thì ông giá cao hơn mà ông không có nói được, ông không có tiết lộ cái đó được. Ông nói vậy thường giờ ông dùng thì bước ra rừng đó là nó hơi mắc là tại bước ra ngoài biển, nhưng mà 1,000,000 là cũng là mắc lắm. Thì nếu tính như ông nói thì nó cùng lắm là chừng 600-700 ngàn thôi. Mình lấy cái income rồi mình nhân lên cho 7. Nếu mà mình mua được cái nhà nào mà từ income đó mà nhân được cho 5 thì là đã rẻ. Giờ mà tính theo, giờ nếu mình ông đòi giá đó rồi mình đi mượn khách, đi mượn nhà băng, tiền lời tính tiền lời mỗi tháng bao nhiêu, thấy không? Rồi tiền đặt cọc bao nhiêu, ta phải đặt cọc thì nhà ông mới cho tiền lời nhá. Tùy theo mình tính cái tiền đặt cọc bao nhiêu rồi mình tính tiền lời những ngân hàng bao nhiêu, rồi đó là cái tiền chi phí của mình, tiền thuế nhà, tiền bảo trì, tiền bảo hiểm, tiền sửa chữa nhà, tiền bảo hiểm cộng lại, không rồi mình coi cái tiền rồi cộng thêm cái tiền mình trả nhà băng thì mình coi sẽ là có đủ để mình trả sở hữu không.
nếu đủ thì là mới mua, nó trả giá mua, và nó không đủ thì đừng mua. Mình chỉ mua nếu mà đủ, nếu mà có hụt chút mình mua đó. Là tại sao? Tại vì mình có thể là mình nói là cái chỗ này là chỗ gần biển, người ta đang xây cất nhiều lắm, xây dựng, nó đang cất những cái chung cư cao cấp để thay thế những khu phòng trọ vậy. Thì là mình ngầm tính là cái miếng đất của khu phòng trọ đó nó có đủ sức để cất một cái chung cư cao cấp nhỏ không. Tại người xây dựng thường sự là nếu mà khi họ hết đất cất nhà gần biển thì họ sẽ mua lại những cái phòng trọ để họ đập phá đi, họ cất lên chung cư cao, họ trả giá cao lắm. Nếu mà mình được như vậy á, nếu có chuyện đó thì nếu mà mình vừa đủ hay ta hụt thôi hay là hụt hẳn một chút xíu thì người ta cũng mua. Tại vì người ta nghĩ là nếu bây giờ mua 800.000, khi mà xây dựng nó mua lại á, nó sẽ trả tới 2 triệu, phải chờ. Trong khi chờ đó là mình phải thâu tiền, là mình bảo trì tiền nhà. Thì cái đó là nó có hai loại: mua trả rẻ nếu người ta bán để được tiền bây giờ, hoặc là mua trả mắc chút xíu nhưng mà mình nghĩ đến chuyện tương lai. Rồi mỗi năm đó thì mình lên giá tiền nhà, trong khi đó thì cái nợ nó càng ngày nó càng xuống thì mình trả. Mà nếu mà không có người xây dựng cất thì cái nhà mà mấy cái nhà mà trồng trọ lên giá mau lắm, tại lúc nào cũng có người mua hết bạn. Cái đó là làm ra tiền, mượn tiền nhà băng cũng dễ. Hôm nay mình nói cho bạn rõ là cách tính tiền để mua phòng trọ. Tiếp sau mình sẽ nói cho các bạn nghe cách nào để quản lý phòng trọ, luật quản lý phòng trọ tại Mỹ. Xin chào các bạn. Bye bye.